Này, mày đang tụng niệm cái gì đây? Tao à cay lắm rồi. Lần này tao quyết tâm tìm được việc làm. Tao nghe mày nói câu này bao nhiêu lần rồi, phát chán. Thì tại lần trước các công ty tao đi phỏng vấn, họ không nhận ra được năng lực của tao thôi. Tao thì lại không nghĩ vậy. Thế mày nghĩ như nào? Tao thấy mày bằng cấp bình thường, nhan sắc cũng chả có gì đặc biệt, thế mà toàn ứng tuyển vào mấy công ty lớn, tỷ lệ chọi á, cứ phải gọi là hai con nhà bà Hùng, được nhận mới lạ đấy. Thẩm mỹ của mày có vấn đề à? Như thế này mà bảo không có gì đặc biệt. Thì chả thế là gì? Ba vòng như một, có gì đặc biệt đâu. Tao nổi bần bật thế này, ba vòng như một bao giờ? Ừ. Thế lần này mày nộp hồ sơ vào công ty nào đấy? Tập đoàn A, B, A. Hả? Uống nước thoải mái đi. Hôm nay tao mời, coi như là chia buồn lần thứ N mày bị từ chối. Ô con này, mày bạn bè cái kiểu gì đấy? Tao còn chưa đi phỏng vấn đâu đấy. Phỏng vấn cái con khỉ gì nữa? Kinh nghiệm thì không có, bằng cấp thì bình thường. Mày mơ ngủ hay sao mà nộp hồ sơ vào tập đoàn ABA? Tao không mơ, tao đang rất tự tin. Thôi thôi, nói chuyện mày tao mệt quá. Để ngày mai mày phỏng vấn xong, tao xem thái độ của mày như nào. Rồi mày sẽ hối hận cho mà xem. Xin lỗi, tôi không cố ý. Biến thái! Đồ khốn nạn, đồ biến thái. Ban ngày ban mặt mà dám giở trò đối bại với bổn cô nương à? Cô nói cái quái gì vậy? Có im hay không? Anh vừa làm gì tôi mà bảo tôi im? Tôi bảo rồi, tôi đang vội, tôi có cố ý đâu. Anh nhìn lại anh xem, lưu manh đến từng chân tơ kẽ tóc, bảo tôi tin mà được à? Này, tôi vừa đẹp trai, vừa nghiêm túc, lưu manh chỗ nào? Cái gì? Đẹp trai? Cô nhìn lại mình đi, ba vòng như một, có cái gì đâu mà khiến tôi phải giở trò đối bại chứ. Anh dám xúc phạm nhan sắc của tôi à? Tôi muộn giờ làm của tôi rồi, không nói nhảm với cô nữa. Thôi chết, muộn giờ phỏng vấn của tôi rồi. Con gái cái kiểu gì dữ như cọp ấy. Mời vào. Sao lại là tên biến thái anh chứ? Tôi là chủ tịch tập đoàn ABA, chứ không phải tên biến thái. Nếu mà cô gọi anh nói như vậy, xin mời cô ra ngoài cho. Chủ tịch cứ bình tĩnh đã. Có gì ạ? Từ từ nói ạ. Chưa rồi, về đi. Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi bảo cô chưa rồi, đi về đi. Anh còn chưa phỏng vấn tôi mà. Hồ sơ của cô như một trang giấy trắng, phỏng vấn làm gì cho mất công. Rõ ràng là anh đang lấy việc công báo thủ tư mà. Cô có biết phòng kinh doanh của tập đoàn lớn như thế nào không? Với lý lịch này, cô nghĩ mình sẽ được nhận vào làm à? Nhưng mà anh đã phỏng vấn tôi đâu. Bằng trung bình, chưa một chút kinh nghiệm nào, cô nghĩ sao tôi phải phỏng vấn chứ? Anh đúng là cái đồ nhỏ nhen, đồ thù dai, là cái đồ... Ra ngoài đi, không tôi gọi bảo vệ đấy. Ra thì ra, không phải đuổi. Tao điên quá mà. Rõ ràng thằng cha chủ tịch đang lấy việc công để báo thủ tư. Mày thôi đi. Mày có biết ông trưởng phòng bên tao ấy sẵn sàng từ bỏ cái chức trưởng phòng chỉ để sang phòng kinh doanh của tập đoàn ABA làm nhân viên không? Mày, người mới, cay với chả cú cái gì? Mày thì biết cái gì? Tao tìm hiểu kỹ rồi, tao đủ tự tin để được vào phòng đó làm việc. Có ai cho tôi mượn cái đĩa bay? Cho con này nó về với hành tinh của nó với. Mệt quá.
Mày cứ xem thường tao đi, rồi mày sẽ phải sáng mắt lên. Tao không xem thường mày, mà tao đang nhìn vào thực tế. Nếu mày vào được phòng kinh doanh của tập đoàn ABA bằng năng lực của mày, thì phần đời còn lại tao đi bằng đầu, ok? Mày làm như vậy là gãy cổ đấy. Đáng tiếc, chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu. Ơ, con Danh này, ai cho mày khinh thường tao? Mày cứ đợi đấy nhá, tao sẽ cho mày đi bằng đầu, đừng có mà hối hận. Sao lại là cô? Không em thì ai? Dạo này chủ tịch khỏe không ạ? Vốn dĩ đang khỏe, tự nhiên gặp cô ấy, bớt khỏe rồi. Chủ tịch cứ khéo đùa, em có làm gì chủ tịch đâu mà chủ tịch bớt khỏe à? Khoan đã, cô không phải nhân viên của tôi, vì vậy đừng có xưng hô như thế, người ta thấy mất mặt tôi lắm. Rõ ràng là anh chưa phỏng vấn mà đã đánh chừa tôi rồi, tôi không phục đâu. Tôi đã nói rất rõ rồi, cô cố tình không hiểu à? Chuyện gì nữa đây? Chủ tịch, chuyện hôm trước là tôi sai. Tôi không nên mà anh là đồ biến thái, lại không nên tát anh đau như vậy. Không có ý nghĩa gì cả, vì cô không thành tâm. Khoan đã, lý do gì mà anh bảo tôi không thành tâm? Bởi vì tôi là nhà tuyển dụng nên cô mới xin lỗi tôi. Còn nếu như không phải, chắc gì cô đã xin lỗi, đúng chưa? Thế nào anh cũng nói được. Anh cứ đợi đấy, lần này tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Mời vào. Chủ tịch ạ. Có chuyện gì vậy? Chuyện tuyển nhân viên lần này anh đã có quyết định chưa ạ? Phòng em thiếu người, nhân viên phải tăng ca, họ than thở nhiều quá. Cô thử nói chuyện với họ xem, giữa việc vất vả mấy ngày và việc làm chung với một người kém cỏi trong suốt thời gian dài thì họ chọn cái nào? Vâng, để em nói chuyện với họ. Có thêm rất nhiều người nộp hồ sơ, trong đó có người đã từng làm trưởng phòng ở công ty khác, mời anh xem qua. Cô loại bỏ hết những người từng làm trưởng phòng đó đi. Tại sao vậy ạ? Đang làm trưởng phòng mà bỏ ngang chỉ có hai lý do thôi. Một là bị đuổi, hai là chạy theo lợi ích, mà cả hai thứ đó tôi đều không cần. Vâng, em hiểu rồi ạ. Về làm việc đi. Vâng ạ. Sao vậy chủ tịch? Công việc gặp khó khăn gì à? Không có gì. Phòng kinh doanh ấy đang thiếu nhân viên, mà tao vẫn chưa tìm được người ưng ý. Tao đến bó tay với mày. Đường đường là một chủ tịch lại phải lo đi tìm nhân viên. Thế phòng nhân sự của mày để làm bộ nhìn à? Hay mày thích ôm dâm cho nặng bụng? Ừ, cái thằng này. Thế mày có biết vì sao công ty tao phát triển thần tốc không? Thì gặp thời vận chứ sao? Đó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng ấy là tao làm và tao nghĩ những cái người khác không nghĩ không làm. Biết là thế, nhưng chuyện tuyển thêm nhân viên ấy dễ như trở bàn tay. Mình tham gia làm gì? Gia đình là tế bào của xã hội, còn nhân viên là tế bào của công ty. Một tế bào ung thư rất dễ kéo theo toàn bộ công ty chết cùng. Nói chuyện với thằng đạo lý như mày à, tao hại não lắm. Mày muốn làm gì kệ mày. Chủ tịch, tình cờ quá, lại gặp anh ở đây rồi. Này cô em xinh đẹp, cô em là nhân viên của thằng bạn anh à? Anh đúng là có con mắt tinh tường. Nhưng mà anh đoán sai rồi. Chủ tịch có cho em cơ hội phỏng vấn đâu mà em được nhận ạ. Cô cố tình đến gặp tôi đúng không? Chủ tịch cứ khéo đùa. Em vào đây uống nước, tình cờ gặp chủ tịch thôi. Vậy thì cô đi đi, chúng tôi cần yên tĩnh. Ok thằng này, hai thằng được ngồi với nhau thì có gì vui. Để cô em xinh đẹp ở đây nói chuyện, có phải không khí nó tươi mát hơn không? Anh đúng là vừa đẹp trai, vừa ga lăng, lại còn hiểu chuyện. Chẳng như ai kia. Mồm mép của em này được đấy. Nếu thằng Cường nó không nhận em thì em qua công ty anh nhận luôn. Anh nói thật ạ? Tất nhiên. Tuy công ty anh không lớn như ABA, thế nhưng quy mô cũng không nhỏ.
mức lương sẽ khiến cô em quý. Thế nhưng mà em chưa có kinh nghiệm, bằng cấp em cũng không xuất sắc đâu ạ. Thế thì em lại càng phải về bên anh, bởi vì em không có cơ hội bên ABA đâu. Chủ tịch bên đấy vừa cổ hủ vừa bảo thủ lắm. Mày bon mồm nó vừa thôi. Mà công ty anh tên gì vậy ạ? À, công ty anh là công ty PJ. Ra là vậy. Người ta bảo cấm có sai, mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy. Sao? Em có đồng ý không? Thế nhưng mà anh đã biết gì về em đâu mà anh nhận em dễ vậy ạ? Mắt anh nhìn ưng là anh nhận. Anh không quan tâm những chuyện khác. Mày cứ như vậy, bảo sao mãi không thể phát triển mạnh lên được. Tao ở cái tầm bình dân thôi, cho dễ sống. Cao như mày áp lực lắm, tao sợ tao chịu không nổi. Sao rồi người đẹp? Cái gì? Mày từ chối được nhận vào công ty PJ á? Đúng. Mục tiêu của tao là tập đoàn ABA. Đương nhiên tao phải từ chối công ty PJ rồi. Ui giời, con điên này. Mày có biết công ty PJ có quy mô gấp cả chục lần công ty tao không? Hả? Tao không quan tâm. Tao đúng là bất lực với mày mất thôi. Mày cứ đợi đấy. Kiểu gì tao cũng bắt mày đi bằng đầu. Bớt ảo tưởng đi. Đã ngu rồi còn tỏ ra nguy hiểm. Ô, mày xứng đáng thất nghiệp suốt đời. Mày cứ xem thường tao đi nhá. Kiểu gì mày cũng hối hận thôi. Đứng lại đây con kia. Trời ơi, cô vẫn chưa chịu từ bỏ à? Chưa ạ. Anh phải cho tôi cơ hội phỏng vấn thì tôi mới phục. Mất việc với cô quá. Cô muốn xin lỗi tôi để được phỏng vấn chứ gì? Được rồi, quỳ xuống xin lỗi tôi. Cái gì? Anh đừng có mà quá đáng nhá. Không được hả? Nếu không được thì thôi, từ nay đừng có đến tìm tôi nữa. Quỳ xuống là được chứ gì? Tôi là... tôi xin lỗi chủ tịch. Này, anh không nói gì mà bỏ đi là sao? Cô chính thức được nhận vào công ty làm việc. Mai đến ký hợp đồng đi. Sao vậy? Không muốn à? À không, em muốn. Muốn chứ à? Chỉ là em đang thắc mắc chút thôi. Anh xem kỹ hồ sơ của em rồi nên bị thuyết phục và không cần phỏng vấn không ạ? Vậy thì vì lý do gì? Hay là do em đã quỳ xuống để xin lỗi anh? Tôi nhận cô vì cô mặt dày, bướng bỉnh đấy. Anh ta nói cái quái gì vậy? Sao lại nhận mình với cái lý do vớ vẩn như thế chứ? Thế mai được đi làm à? Mời vào. Chủ tịch cho gọi em ạ. Sao? Nhân viên mới thế nào? Chuyên môn hơi kém anh ạ. Không sao, cố gắng bồi dưỡng cho cô ta là được. Sao vậy? Có gì khó nói à? Không có gì ạ. Em chỉ tò mò chút thôi. Có gì cô nói đi. Vâng. Em không hiểu tại sao có rất nhiều người xuất sắc như vậy mà anh không nhận, anh lại đi nhận cô ta. Vì da mặt cô ta rất dày. Sau này ký hợp đồng gì cứ giao cho cô ta. Tôi đảm bảo bằng mọi giá cô ta sẽ giành giật về cho mình. Dạ vâng, thì ra là vậy ạ. Được rồi, cô về làm việc đi. Mà nhớ những gì tôi nói nhá. Phải bồi dưỡng thật tốt cho cô ta đấy. Vâng, em hiểu rồi ạ. Em xin phép ạ. Mày, mày được nhận vào tập đoàn ABA làm việc rồi á? Đúng. Tao đi làm mấy hôm rồi, sai thế nào được? Oh my god, thật không thể nào tin được. Này, từ nay trở đi mày phải đi bằng đầu đấy. Mày dở à? Không nghe rõ hôm đấy tao đã nói những gì à? Nói gì? Mày mà không nói rõ ra nhá, tao không chơi với mày nữa. Tao bảo là nếu mày vào được tập đoàn ABA bằng năng lực thì tao mới đi bằng đầu.
Còn đây là vì mày mặt dày, chứ năng lực gì mà bắt tao làm thế? Ơ, cái con này chơi gì chơi xấu thế không biết? Chẳng lẽ mặt dày không phải là một loại năng lực à? Mà thôi kệ đi, dày hay mỏng ạ, thì mình cũng có việc làm rồi.